cũng chưa tôn đức tăng. Kính lễ thánh chào quý anh chị trong đoàn, cảm ơn chị Nhật Bình xin em anh tôi tu nữ cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh pháp cú số 270 ạ. Tê na a vô hô chi chê na ba na vô sa di a hi sa sắp và ba na vô hi và vô ti na tê na vô hô chi chê na ba na vô sa di a hi sa sắp và ba thì còn sát hại sinh linh được nữa, không hại mỗi hữu tình mới được gọi hiền thánh, đó là hộ của hòa thượng Thích Minh Châu. Na ti na a di đà chi na ba na di hi sa ti a hi sa sắc ba ba na a di đà ti ba tự xưng cao quý thượng lưu mà còn giết hại quan cường, xin từ tâm vô hại hữu tình mới thật cao quý. Kinh khổng người tự sư thượng máu đào quả hại xương sống đơn cao nghìn, đó là khổ cơ của hòa thượng. Xin gửi mất lại cho chị của con ạ. Dạ nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ Thường Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 270. Ná tê ná á rí vô hô tí dê ná pa na ní him sa tí á him sa sắp bá pa na năng a ri yo tí bá vút chá tí ná tê ná a ri yo hồ tí dê ná pa na ní him sa tí a him sa sắp bá pa na năng ná tê ná a ri yo hồ tí dê ná pa na ní him sa tí a him sa sắp bá pa na năng a ri yo tí pa vút chá tí. Còn sát hại sinh linh đâu được gọi hiền thánh, không hại mọi hữu tình mới được gọi hiền thánh, tự xưng cao quý. Bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu: tự xưng cao quý thượng lưu mà còn giết hại quan cù sinh linh, từ tâm vô hại hữu tình mới thật cao quý cao minh cõi người. Tự xưng vô thượng ở đây, máu đào quả hại xương phơi, hữu tình tâm từ rải khắp chúng sanh, sống đời vô hại quang minh cao hiền. Bản dịch của hòa thượng Giới Đức. Và cảm dân đã ôn bài xong, kính mời bằng tay của huynh Quách Thanh Á. Dạ sa thu sa thu đàn thầy xin cảm vân. Nam mô Phật Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Là con xin được kể kinh pháp cú số 270. Na tê na a ri yo ho ti
yena panani himsati ahimsa sapapananang ariyoti pavuchati. Còn sát hại sinh linh đâu được gọi hiền thánh, không hại mọi hữu tình mới được gọi hiền thánh. Bản dịch của ngài Minh Châu: tự xưng cao quý thượng lưu mà còn giết hại oan cửu sinh linh, từ tâm vô hại hữu tình mới thật cao quý cao minh cõi người. Tự xưng vô thượng ở đời, máu đào hỏa hại xương phơi hữu tình, tâm từ rải khắp chúng sinh, sống đời vô hại quang minh cao hiền. Bản phổ thơ của ngài Giấy Đức và Nam Mô Phật Tha Gia. Con xin được sumik asukha and alo. Dạ, con cảm ơn các cô cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Lá, Nam mô Tham Ma Lá, Nam mô Sang Khang Lá. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tín, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào với cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc cô kinh pháp cú số 270. Na te la di jo hu ti je la pa la li hin sat ti hin sa sat ba ba la lang a di jo ti ba gu cha ti na te la di jo hu ti je la ba la li hin sat ti a hin sa sat ba ba la lang a di jo ti ba gu cha ti na te na a di jo ho ti je la ba la li hin sa ti a hin sa sap ba ba la lang a di jo ti ba vuk cha. Còn sát hại sinh linh đâu được gọi hiền thánh, không hại một mọi hữu tình mới được gọi hiền thánh. Đó là bản dịch của Thượng Tinh Minh Châu. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, dạ con kính mời cô Nhật Huỳnh ạ. Nam mô Bụt Tha Lá. Dạ, sa thú kính cảm ơn sư khá anh Đức Khá. Dạ, cảm ơn ông cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn cô chú nữ Tệ Duyên, cảm ơn sư Trần Đào. Nam mô Bụt Tha Lá. Dạ, một lần nữa lại chư tôn đức con thành kính đảnh lạy đại đức cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Huỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Huỳnh kính chào đạo tràng và con xin được ông bài pháp cú kinh số 270. Và cảm ơn Minh Bát Thanh Á. Na tề na a ri yo ho ti je na ba ba ni hiềm sát ti a hiềm sa sắp ba ba na năng a ri yo ti ba vô chát ti. Còn sát hại sinh linh đâu được gọi hiền thánh, không hại mọi hữu tình mới được gọi hiền thánh. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Na tê na a di dô hô ti dê na ba ba ni hiểm sa ti a hiểm sa sắp ba ba na năng a di dô ti ba vụt cha ti. Tự xưng cao quý thượng lưu mà còn giết hại oan cù sanh linh, từ tâm vô hại hữu tình mới thật cao quý cao minh cõi người. Tự xưng vô thường ở đời, máu đào hạ hại xương hữu tình, tâm từ rải khắp chúng sanh, sống đời vô hại quang minh cao hiền. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Sa thú lành thai. Kính cảm ơn sư khá anh đục khá huynh bát tha ná cẩm vân xích trần đạo cô ái minh xích sương mai xích rạng đông cô tu nữ thăm má cha ri cô tu nữ tệ duyên đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và bây giờ thì đã đến giờ chúng con học bài mới cao pháp cú kinh số 271. Nhật Quỳnh mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được Đại Đức Tuệ Nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia.
Nam mô tha sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu a ta ha sa Nam mô tha sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu a ta ha sa Nam mô tha sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu a ta ha sa Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng ha trò hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu ba cõi rõ được an vui Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc giá ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy tinh giữ pháp từ đó là nho kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn Một lòng chẳng thối không mòn Những điều lợi ích hằng còn lâu năm Cả tam giới thừa ân phổ cập Đám mưa lành rơi khắp thế gian Bởi nhân cơ tính rõ ràng Thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi Chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và Đạo Tràng còn nghe Thanh Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Dạ cảm ơn Răng Đông. Dạ cảm ơn Đạo Tràng. Dạ Đạo Tràng chúng con đã trang thanh tịnh. Con xin thay mặt Đạo Tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học. Từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp kinh số 271. Dạ sư có được âm thanh con không bạch sư? Thì cho con xin một tín hiệu ạ. Để con kính nhân mít đến sư ạ. Nhục Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học được ăn vui tiếng quá. Dạ con kính nhân mít đến sư. Dạ con xin... sám hối tại hôm nay sư vào trễ vì đang ở bên đất đang lợp cái ngói đang đóng cái gỗ ở bên chánh điện mới về hôm nay xin thuyết giảng cái bài học hôm nay bây giờ trước khi vào bài học chúng ta đành lễ ơn đức tam bảo Arahang samma sambuddho phagawa buddhang phagawantang phivadimi Sokhato Phagavata Thammo Thammang Namasami Subhatipanno Phagavato Savaka Sangho Sangkhang Namasami Con xin nghiêm tịch thân khẩu ý cung kính đành lễ tán dương ân đức ba ngôi tam bảo Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não Ngài thật xứng đáng là thầy của chư thiên và nhân loại Con xin nghiêm tình thân cầu ý cung kính đành lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo này những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh. Phiền não cho những chánh pháp chấm dứt sự tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tình thân cầu ý cho quần sanh là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến tăng bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và sớm điểu ngộ được niết bàn. Phước báo do đảnh lễ ân đức tam bảo phát sanh lên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất ở đức vua trời đế thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc hữu ân, các bậc thầy tổ, cha mẹ hiền tiền, cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, long vương càng khắc bà, xuất sanh ngạo quỷ phi nhân Atula Diêm Chúa. Và kính chi phước lành này đến tất cả các đạo hữu Phật tử. Mong cho tất cả quý vị luôn được sự an lạc và sớm thấy rõ được các pháp để liệu được Niết Bàn. Nam Mô Bụt Thầy.
Thật khó mà có khoảnh khắc chánh niệm phải không? Thật là khó có khoảnh khắc chánh niệm, mà cái khoảnh khắc chánh niệm tứ niệm xứ này càng khó nữa, phải không? Chúng ta còn phải bỏ hết các loại ngữ ra nữa, rồi bắt đầu chúng ta mới phải dành rẽ về các cái đối tượng qua các căn môn. Thì lúc đó cái lộ ý này nó mới trồi ra, thì lúc đó chúng ta mới thấy được, dần dần chúng ta mới biết được thu thúc lục căn là như thế nào. Thì chúng ta thấy là cái quá trình rất là, mà chúng ta nên là cho những cái người trí mới hiểu giáo pháp của Đức Phật được thôi, chứ còn nếu mà chúng ta học không có đúng pháp á, là nó không bao giờ mà chúng ta có chánh niệm tỉnh giác được. Nếu mà chúng ta có chăng nữa thì chẳng quẩn qua là chúng ta chỉ nói chứ không thực sự có chánh niệm. Nếu mà các bạn có cái chánh niệm thực sự thì cuộc sống của chúng ta nó thay đổi hoàn toàn, một cái thế giới nó thay đổi hoàn toàn. Nhưng mà chúng ta thử hỏi xem rằng là có mấy người được thay đổi cái thế giới lục căn của mình. Chúng ta tu bao nhiêu năm, nhiều khi đắp y mấy chục năm nó cũng vẫn vậy, mà nó cũng vẫn tham sân si hơn trước, bởi vì cái bản chất của phiền não nếu chưa được trí tuệ nào, chứng nó vẫn ý khi học chánh pháp của Đức Phật trước khi vào pháp. Bây giờ chúng con xin chia sẻ cái câu đi nó Patamatena Bahu Sechena Wa Pana Athawa Samathina Phena Vivich Saya Nena Wa. Không phải chỉ do giới hạnh và việc hành trì, hay là do sự học hoặc do sự đạt được thiền định, hay là do sự nằm ngủ đơn độc. Cái từ ná thì chúng ta biết rồi, nó có cái nghĩa là không. Cái từ phủ định nó đi trước. Cái lá này thì có đôi khi nó ghép vào những cái từ, còn nó cũng có nghĩa là không, nhưng mà ở đây thì nó đứng độc lập, nó đi trước lá. Và cái từ si náp pata mate ná thì nó là một cái hợp từ si lá cộng mấy pata cộng với mata, nó là một cái nhóm từ. Mà trong cái câu kệ này thì chúng chia theo cái sở dụng cách, và chúng thuộc cái trung tánh, cái từ trung tánh. Do giới hạnh, việc hành trì bằng giới cấm. Vậy chúng ta để ý rằng chúng ta thực sự là chúng ta chưa có giới hạnh, phải không? Thực sự là chúng ta tu tập giáo pháp của Đức Phật ở chùa chiền Việt Nam, đa phần của chúng ta là không có giới hạnh, chứ đừng có nói là nói một cách thật sự là như vậy. Chúng ta phải chấp nhận cái sự thật thì mới có sự thay đổi. Giới hạnh của chúng ta là quá lỏng lẻo trong giáo pháp của Đức Phật. Môi trường của chúng ta không đủ tạo duyên cho có giới hạnh, chứ đừng nói chi đến cái việc mà chúng ta rồi đa phần chúng ta giữ giới này bằng giới cấm thủ nữa, thì chúng ta biết là đa phần chúng ta là đang bị trói cột trong giới cấm thủ nữa, chứ đừng có nói chuyện chi mà chút nữa chúng ta sẽ hiểu thế nào. Và việc hành trì, việc hành trì, và chúng ta thấy thời buổi bây giờ thì nó có hẳn cái phương pháp để hành trì bằng giới cấm, bằng giới cấm. Si lá là một cái danh từ trung tánh chỉ cho cái giới hạnh hay là giới. Như vậy chúng ta thấy là cái giữ giới là nó khác, mà cái giới hạnh nó ở trong tâm nó khác nha, chứ chúng ta đừng có nghĩ hai cái này nó khác nhau lắm. Cái giữ giới thì nó rất dễ bị lệch lạc, còn khi nào chúng ta có trí tuệ, có giới hạnh, chúng ta biết được cái giới bất thiện, giới thiện, giới vô ký là như thế nào một cách rõ ràng ở trong tâm á, thì lúc đó mới nói đến cái chuyện giới hạnh.
Còn cái từ Patta, Patta là một cái danh từ nam tánh, chỉ cho cái việc hành trì, điều học, phận sự hay là cái nghi lễ. Và cái từ Matta, Matta là một cái tính từ suông hay là chỉ cho cái sự đo lường. Suông chỉ hay là chỉ cho sự đo lường, đo lường. Tiếp theo nữa là cái từ ba hú, sách chê ná. Ba hú thì cộng với sách, sách chát, chia theo, này chia theo sử dụng cách nên là nó trở thành ê lá, gọi là ba hú sách chê ná. Ba hú nó chỉ cho cái sự học nhiều, do học nhiều, bằng việc học nhiều. Có rất nhiều người nói giáo pháp của Đức Phật rất là giỏi, phải không? Học rất là giỏi, rất là nhiều. Nhưng mà trong cái bài kệ này thì chúng ta thấy Đức Phật dạy khác. Ba hú là một cái tính từ chỉ cái sự nhiều. Từ sách chá hay là sút tá đó, cái căn của nó đang sút. Ở đây thì nó chia theo quá khứ phân từ là đã được nghe, nó thuộc về quá khứ phân từ là đã được nghe. Đã được nghe. Từ samadhi la phê nát. Samadhi cộng với la phá. Nó là một cái nhóm từ nam tánh. Cái câu này thì chia theo sử dụng cách là do sự đạt được thiền định, bằng cái việc chứng đắc, đạt được cái sự vắng lặng. Chúng ta nếu mà chúng ta càng học kỹ thì chúng ta mới thấy được rằng là ngay từ buổi ban đầu chúng ta không hiểu cái lý vô ngã thì không có cách nào mà chúng ta bị lút chững bởi giới cấm thủ hết. Từ Samatha là một cái danh từ lam tánh, thiền định, sự vắng lặng. Tiếp đầu ngữ của nó là sang, cái nghĩa của nó là cùng hay là hoàn toàn. Tiếp đầu ngữ a chỉ cho cái sự hướng về, căn của nó là căn tha, tức là đặt xuống. Na phá là một cái danh từ lam tánh, chỉ cho cái sự gặt hái, sự sở hữu. Và tiếp theo nữa cái từ quý quýt chát xá giá nê ná. Quý nó là một cái hợp từ gồm ba cái từ ghép lại, từ quý cộng với từ quý chá cộng với từ xá giá ná. Nó là cái nhóm từ trung tánh, chia theo sử dụng cách là do sự nằm ngủ đơn độc, bằng nơi cư trú thanh vắng. Quý quýt chá, cái căn của nó là căn quýt. Tiếp biến ngữ của nó là quý, tiếp đầu ngữ của nó là quý. Cộng với tá, chia theo quá khứ phân từ là đã được lìa xa, đã được vắng lặng. Và cái căn quýt của nó là cái sự lìa khỏi, lìa khỏi. Và tiếp theo nữa là cái danh từ cuối cùng là từ xá ná, là một cái danh từ trung tánh, chỉ cho cái sự nằm ngủ, nơi cư trú hay là giường. Và Ngài Minh Châu, Ngài chuyển ngữ thành thể kệ nó là chẳng phải chỉ giới cấm, cũng không phải học nhiều, chẳng phải chứng thiền định, sống thanh vắng một mình. Và chúng ta thấy nếu mà chúng ta học không kỹ đó, thì có những lúc thì chúng ta phải, có những lúc chúng ta để học cái câu kệ nè, Đức Phật dạy là không trí tuệ, không thiền, không thiền, không trí tuệ. Người có thiền có tuệ nhất định gần Niết Bàn. Rồi này có câu là không thiền, không trí tuệ, không thiền, người có thiền có tuệ nhất định gần Niết Bàn. Chúng ta thấy tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái đối tượng, tùy theo cái nhân duyên của từng người mà người ta tích lũy những cái pháp đó.
Và chính vì chúng ta không học hiểu kỹ nên là nó xào xáo hết, gây lộn với nhau, và mỗi người viết theo những cái cuốn sách khác nhau. Nên là thành thử chúng ta mới thấy được là nếu mà chúng ta không học kỹ thì chúng ta sẽ bị rất là lầm tưởng. Và qua cái bài này thì chúng ta thấy ở đây Đức Phật này nói rằng chẳng phải phì giới cấm phải học nhiều, chặt chứng thiền định sống thanh vắng một mình. Thì chúng ta thấy hai cái nếu mà chúng ta cái câu kệ này á mà chúng ta không có hiểu đó thì rất dễ là có sự chỉ trích hoặc là qua lại lẫn nhau, là chúng ta sẽ gây sự không hiểu được giáo Phật ngài nói cái gì. Và kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, bài kệ này thì gồm có hai cái câu kệ là 271, 272. Và hôm nay chúng con chia sẻ cái câu kệ đầu tiên là 271. Và con xin đọc cả hai cái câu kệ này, bởi vì cả hai cái câu kệ này nó mới đủ cái đúng Đức Phật giảng cái bài pháp, nói về đầy đủ ý nghĩa của nó. Là chẳng phải vì giới cấm, cũng chẳng phải nghe nhiều hoặc chứng được thiền định, sống cô độc một mình. Phú sa mi nếch kham mát sa áp phú thú chát nát xê quý tăng phích khu quý sa sang a pa đi áp bát tô a sa quắc khả dân. Tự xem đã thọ hưởng hạnh phúc giải thoát dục, phàm chưa hưởng được tỳ kheo chớ bằng lòng, nếu lậu hoặc chưa diệt. Và kệ pháp cú này thì được Đức Thế Tôn thuyết cái câu chuyện thì chúng ta phải nhớ là đáng nghĩa phải bỏ đi nó mới đúng á. Nói thiệt quý vị đừng có buồn chứ có nhiều thứ ở trong này đời sau đem vô dữ lắm. Pháp cú này thì được Đức Thế Tôn đã thuyết khi ngài ngự tại Chê Táo Á Ná và đề cập đến nhiều vị tỳ kheo đầy đủ giới hạnh. Và trong các cái vị tỳ kheo này thì có một số nghĩ rằng chúng ta là bậc cụ túc giới, chúng ta là bậc đa văn, chúng ta cư nơi xa xôi hẻo lánh, chúng ta đã chứng đắc thiền định, đối với chúng ta quả A-la-hán không có khó đắc. Ngày nào chúng ta muốn chúng ta sẽ đắc A-la-hán trong ngày đó. Quý vị thấy không? Cái này có khác gì mình nói là tự ngã, là mình muốn là mình chứng thôi chứ. Đức Phật dạy giáo pháp là vô ngã, phải không? Chúng ta phải hết sức là khôn khéo khi mà chúng ta nghe diệu pháp. Thì cũng một cái lối như vậy đó, thì cái vị tỳ kheo đắc A-la-hàm cũng tự nghĩ rằng bây giờ đối với chúng ta quả vị A-la-hán thì không có khó đắc. Tuy nhiên một ngày nọ thì tất cả các tỳ kheo đến yết kiến Đức Thế Tôn, đảnh lễ xong rồi ngồi xuống thì Đức Thế Tôn mới hỏi: này các chư tỳ kheo, các thầy đã đạt đến cái mục đích cứu cánh của bậc xuất gia giải thoát chưa? Bạch ngài, chúng con đã đạt đến trình độ như thế, vân vân. Bởi vậy chúng con có thể đạt đến quả vị A-la-hán ngay lúc nào mà chúng con muốn. Với ý nghĩ như vậy, chúng con sống bình an. Đáp như thế Tôn, thì khoáng không chỗ mình đủ y thị vào chỗ đã
cá mà vô. Hiện nay đang ngày giờ nào chứ thì chơi lớp ta. Và ở trong chú giải á, thì cái từ ngày đưa trong chú giải ra đó thì cái từ siná pap pap mắt tê ná là do nơi sự giữ tứ thanh tịnh giới hoặc là thọ trì 13 chi đầu đà, hoặc là do sự nghe nhiều học rộng, hoặc là thuộc lòng kinh. Samathi na phi na do đắc tám tầng thiền, hay là lách khâm mát xuất khăn hỷ lạc của bậc a la hàm, bởi vậy mới nói là hưởng hạnh phúc của a la hàm. Hay là cái từ apputhut cá nát xê vít tăng là phàm phu không được hưởng, nhưng thánh nhân thì hưởng được. Từ phích khú là này chư tỳ kheo, đây gọi là một tỳ khu nào đó. Và cái từ wisa samapadi có cái nghĩa là chớ tin cậy, chớ có bằng lòng. Như trên đã nói này, thầy tỳ khu, việc thọ trì của túc giới đắc được thiền định ta còn ít ỏi nhỏ nhen nếu chưa đắc được quả lậu tập. Cái ý nghĩa của cái bài kệ này là như vậy. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, môi trường sống của chúng ta ngày càng phức tạp. Qua cái bài kệ này thì chúng ta biết rằng ai đến giáo pháp của Đức Phật thì ai ai cũng muốn mình chứng đắc đạo, muốn mình có giới hạnh tốt đẹp cả. Nhưng mà muốn không thì chưa đủ. Chúng ta không có được môi trường, chúng ta không có được niềm tin không? Mặc dầu chúng ta giảng giải niềm tin, chúng ta cũng không xác quyết được nhân quả, chúng ta cũng tâm của chúng ta không có môi trường để vượt lên được cái mạnh của tham ái, của vô minh, của các dục. Nhưng mà thời buổi bây giờ cái cơ hội cho cái người Phật tử thì lại lớn hơn cho các vị tỳ kheo, nếu mà về phần tu học. Bởi vì thông tin rất là nhiều, và người cư sĩ thì cũng có cái ăn cái mặc đầy đủ, và giữ ít giới hạn. Còn vị tỳ kheo thì cái môi trường cho một vị tỳ kheo tốt đẹp, mà vị tỳ kheo không có một cái đạo quả gì hết, và lâu ngày chúng ta trở thành nói dốc, và đó là điều bắt buộc, và nó trở nhàm chán, và nó trở lên nhớ lòng tàm, lòng tự cảm, nó cũng chưa có cái gì thì lấy đâu mà để mấy cấm. Nói là mình nói về tăng mật sự môi trường, nó là như vậy. Cái môi trường đó, nó làm cho chúng ta đi theo cái tiến trình của nó rất là khó. Cái đó là mình phải chấp nhận một cái sự thật bẽ bàng. Nó quá bẽ bàng. Một vị tỳ kheo thì chúng ta biết nè, cái giới không được nhận tiền, Đức Phật không có cho này. Đi xe không được có cho. Đi xe hơi, lái xe hơi, đến rồi là chạy xe Honda này, tất cả mọi thứ nó đều không được phép. Nhưng mà môi trường thì sao?
ta nói là bằng tăng mà thực sự là cái môi trường nó không không có cho chúng ta cái giới hạn. Và hàng ngày nếu mà chúng ta không có cái điều kiện đó, chúng ta không có thực sự từ bỏ dần, mà càng ngày chúng ta lại càng thêm vào. Rồi chúng ta đi thuyết giảng giáo pháp, nói về chánh niệm tỉnh giác, nói về thu thúc, nói về đi tham, đi dục này kia, thì quả thật là chúng ta đang đi ngược với giáo pháp của Đức Phật. Đi ngược. Qua cái bài kệ này thì các ngài ngày xưa thì tinh tấn giữ giới cỡ nào, nhưng mà Đức Phật vẫn nói làm sao? Này chưa có đủ gì hết, chưa có thấm thát vào đâu cả, phải không? Nhưng mà điều này không ai muốn cả, nhưng mà nhân duyên thì ta phải thực sự, nếu mà chúng ta phải nói lên để mà chúng ta có cái điều kiện một ngày nào đó chúng ta vượt ra giới đó, có khả năng chúng ta phải sống một mình. Nếu mà chúng ta đi trên cái con đường giải thoát này thì chúng ta phải chấp nhận. Như vậy chúng ta thấy không? Cái giới hành của một vị tỳ kheo nó rất là quan trọng. Nếu như mà vì đó hàng ngày mà không có bổ túc cái giới hạnh của mình cho được tốt đẹp, rõ ràng là vị này đã học sai pháp, đã không có đức cái Đức Phật giáo pháp chư tăng, đã không có niềm tin nhân quả. Không có từ bỏ, nhưng mà lại thuyết về từ bỏ. Còn giới cấm này, xin thưa mấy quý vị, cái giới mà chúng ta hành trì một vị tỳ kheo là 227 giới rồi. Giới đó là cái giới thực tế nên là 227 giới đó. Thì sau này 13 năm sau thì Đức Phật mới chế giới. Và chúng ta biết rằng sau đó đó thì những cái chú kia rồi mỗi người vào đó thì chúng ta quyển nói về giới rất là nhiều. Càng học thì sao? Càng phát ra thêm những cái điều học mới nữa. Vì là chúng ta càng đẹp bị chúng tới nó trong sạch. Không hiểu thiện này mà chúng ta nghĩ rằng tôi làm thiện đó là đã giới cấm thủ rồi, ta giáo pháp là trong sạch. Mình giữ từ sáng đắng giữ cái gì thì kheo kia là không giữ giới không trong sạch, nó cũng là giới cấm thủ luôn rồi. Mình không hiểu được cái phẩm chất, cái này là mình cố ép mình vào cái khuôn khổ chứ không phải là mình là cái người có giới. Chúng ta biết là chúng ta phải là người có giới chứ không phải là người giữ giới. Giáo pháp của Đức Phật là không từ giữ giới, mà cái vị đó hiểu cái ác pháp
chánh xa cái ác pháp bằng cái chánh niệm, thấy rõ cái sự nguy hại của nó mới là cái giới trong sạch. Từ cái giới đó nó mới trở thành thánh giới được. Mà chúng ta hiểu lầm là chúng ta phải giữ giới, không phải. Mà chúng ta phải học làm sao để hiểu được. Tất và hại của nó. Bởi vì thấy giới đó, cái phẩm hạnh, dạ thưa quý vị, nghe rõ chưa? Dạ alo. Dạ alo. Dạ alo, alo. Dạ thưa quý vị, nghe rõ chưa? Dạ thưa quý vị, nghe rõ chưa? Dạ, sư có nghe được âm thanh của con không? Sư cho con một tín hiệu à. Nam mô Bích Tha dạ. Dạ, cảm ơn Đặng Đông. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Alo, alo. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt. Thì là cái máy bên sư có vấn đề rồi. Chúng con chát lên nghe rõ nhưng mà sư không thấy. Và nãy giờ sư nói thì chúng con nghe chập chờn chập chờn chập chờn. Dạ bây giờ sư có nghe được âm thanh con không? Nếu sư nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu à. Dạ đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát. Sư rời rung rồi. Dạ cái máy bên sư có vấn đề nên cả đạo tràng nghe mà cho tín hiệu mà sư không có thấy à. Dạ con thấy sư đã trở vào rồi. Con cung thỉnh sư, nếu sư nghe được âm thanh con, sư cầm mic. Nãy giờ chúng con cho tín hiệu với sư là nghe rõ nhưng mà sư không thấy. Nên con xin phép ạ. Dạ con kính nhân mic đến sư. Dạ chúng ta chờ lại. Nếu mà chúng ta không hiểu các cái thực tại qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ý, thì chúng ta sẽ mắc phải rất nhiều, hàng ngày luôn luôn là giới cấm thủ. Và nếu như chúng ta không có giới cấm thủ thì chúng ta không có giới, cũng không có thực sự là có giới. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta không có thấy được ác pháp là nguy hiểm. Không thấy được ác pháp là nguy hiểm. Và chúng ta nói rằng chúng ta trong sạch, xin quý vị cũng có. Bây giờ một cái buổi lễ hàng 500 người Phật tử, các vị sư
rồi chúng ta chở cả hàng tạ cá sống sống, mặc dầu nó là chết nhưng mà nó vẫn là sống. Mình vào trong chùa, mình nấu, mình chặt nó ra từng khúc, mình nấu ở trong chùa để mình dâng lên mình ăn. Xin thưa mấy quý vị, cái đó không bao giờ gọi là đúng cái pháp lời Đức Phật dạy cả. Không, Đức Phật không cho cái tình trạng đó. Chúng ta hiểu sai pháp ghê lắm. Đức Phật chỉ cho các vị tỳ kheo đi bát để nhận cái vật thực chính để ăn. Khi nào mà chúng ta thực sự hiểu biết thì chúng ta mới thấy được cái điều đó là tai hại. Chứ còn nếu mà chúng ta nói lên thì tại sao? Thì chúng ta rất dễ là chúng ta sợ nói, đúng không? Chúng ta giờ nói lên cái là người ta ném đá, phải không? Nhưng mà chúng ta thử suy xét kỹ trong giới luật của Đức Phật thì chúng ta mới thấy rằng mình sai nhưng mà mình lúc nào cũng cho là mình đúng. Mình đúng ghê lắm. Như vậy chúng ta thấy được rằng là đạo quả đó, nếu mà nó không có giới để bảo vệ nó, liệu đạo quả nó có sanh khởi được không? Không bao giờ có chuyện đó được. Nên là chúng ta thử hỏi xem là Phật giáo nguyên thủy của mình đạo được mấy người Phật tử? Chỉ được dăm ba người thôi, rồi tranh đấu lẫn nhau, chứ có được mấy người hiền hòa hòa ái thực sự trong giáo pháp của Đức Phật? Chúng ta thử suy xét thật kỹ xem rằng có phải là chúng ta đã đi chệch cái con đường xa lắm luôn á. Và chúng ta biết là ăn chay cũng không phải là giới trong sạch. Vậy chúng ta biết là khi mà Đức Phật, các buổi đầu tiên Đức Phật không có chế giới là sao vậy? Bởi vì các bậc thánh toàn là những bậc thánh cao thượng. Nhưng mà khi chế giới ra rồi thì sao? Mỗi người hiểu một cách, hiểu một đằng. Và từ đó nó có rất nhiều những cái chi phần của giới, mà càng nhiều thì sao? Thì nội bộ càng xào xáo và không đi đến đâu cả. Là chúng ta đều bị vướng vào giới cấm thủ hết. Do vậy Đức Phật nói chẳng phải vì giới cấm, cũng không phải học nhiều, học nhiều nhưng mà chỉ trên chết, tâm của chúng ta nó không thay đổi một mảy may nào cả. Trí tuệ nó không tự thân nó lớn lên được từ trong tâm của mình, thì cái pháp học đó không có giải quyết được cái vấn đề của sanh tử. Cũng chẳng phải là chứng thiền định,
Như vậy Đức Phật qua câu kệ này, Đức Phật thấy kể cả một người có giới trong sạch đi chăng nữa, có chứng thiền định đi chăng nữa, thì nó cũng không đưa đến lậu hoặc, không đưa đến diệt từ diệt trừ được lậu hoặc. Mà chứng thiền định khó không? Xin thưa với quý vị là vô cùng khó. Ai nói là chứng thiền định dễ thì xin thưa rằng là tu thiền quán dễ hơn tu thiền định rất là nhiều. Tu thiền quán, nếu mà chúng ta hiểu giáo pháp của Đức Phật, thì nó dễ tu, nhưng mà chứng đạo hay không nó còn tùy thuộc vào những cái ba la mật của vị đó. Còn cái người chứng thiền định là rất là khó. Là cái thiền định nó cần phải có cái không gian, có cái thời gian, có cái môi trường, và phải có vị thầy, và phải lấy được cái ấn tướng lý mít tá của nó, phải về duy trì của nó, duy trì một cách không ngừng nghỉ rất là lâu. Mà khi đắc được rồi á, thì cũng khó khi nào mà làm cho nó thuần thục các cái chi thiền của nó. Nhưng mà Đức Phật nói cũng chẳng phải là chứng được thiền định mà đưa đến sự giải thoát. Hay là sống thanh vắng một mình, dầu là một mình vị đó ở cái nơi thanh vắng, một mình, một cõi, không có ai biết đến mình, nhưng mà mình sống trong cái sự dễ vui, trong cái sự phóng dật, trong cái sự vô minh, không hiểu biết các pháp. Thì cái sự thanh vắng đó, nó cũng không đem đến bất cứ một cái lợi ích nào cả. Hồi bữa đó thì lúc đầu á, sư nói với quý vị, hôm bữa nói mấy cái câu chuyện tiền thân đó, nói rằng là này kia, thì quý vị nhiều người người ta phản bác. Và hôm qua hay hôm kia gì đó, sư có nghe Ngài Thượng Tọa Giác Nguyên có nói về Tam Tạng Kinh Điển, quý vị mở ra quý vị nghe rõ rồi chứ gì. Như vậy một người mà không hiểu được các pháp sanh khởi trong đời sống hàng ngày, không có nhận rõ biết được cái sự nguy hiểm của ác pháp, của phiền não. Nếu khi nào chúng ta nhận diện ra được phiền não thì lập tức là giới hạnh của chúng ta nó sẽ không còn là giới cấm thủ nữa, mà nó tự thanh tịnh đấy. Chúng tôi đảm bảo với quý vị một điều là như vậy. Và chúng ta nhớ rằng thuở ban đầu Đức Phật không có đề cập gì đến giới hạnh của các chư tỳ kheo hết. Và sau này Đức Phật chế định các giới, nhưng mà nó cũng không bao giờ nhiều như là ngày hôm nay chúng ta có tất cả, không biết bao nhiêu là cái chú giải, biết bao nhiêu là cái điều học. Làm sao mà chúng ta nhớ mà để mà hành cho được? Xin thưa với quý vị là không có. Nhưng mà chúng tôi đảm bảo với quý vị một điều rằng, bắt đầu từ cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, đụng thì chúng ta sẽ biết được giới hạnh. Biết được giới hạnh. Nếu mà chúng ta mà giữ giới trong cái việc mà thuộc lòng
8 cái bộ, 9 cái bộ giới luật đó, mà chúng ta giữ được cái giới trong sạch đó, thì chúng ta cũng dám học thuộc. Nhiều vị học thuộc lắm nhưng mà có giới được không? Không. Như vậy là chúng ta thấy chúng ta phải hết sức lưu ý cái điều này. Như vậy mỗi một khoảnh khắc chỉ là một tâm và một đối tượng được xuất hiện và biến mất. Và cái đó cũng chính là giới. Khi nào mà cái tham khởi, chúng ta hiểu rõ đây là tham, thì không có giới cấm thủ ở đó. Và lúc đó tâm của chúng ta nó ly dục, ly các ác bất thiện pháp, thì đó mới là giới thực sự đó. Còn những cái giới mà Đức Phật chế định thì đương nhiên là nó có lợi ích, là những cái hàng rào để bảo vệ chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải hiểu sâu ở bên trong đó là những cái này nó mới chỉ ở vòng ngoài. Mà nếu các bạn cứ chú vào đây mà không thực sự thấy rõ được các pháp ở thân tâm này, thì nó không bao giờ có cái giới mà nó trong sạch được. Mặc dầu ở ngoài kia cái vị đó giữ thật là trong sạch, nhưng mà này nó không có ly dục, ly các bất thiện pháp, không có tẩy sạch được các lậu hoặc, các cái uế nhiễm từ nơi tâm. Thì liệu rằng chúng ta có giới không? À, không. Giới là cái gì? À, thì chúng ta biết rồi, nó là cố ý tác ý, phải không? Ngăn ngừa. Như vậy chỉ khi nào mà ác pháp nó sanh khởi ở thân có khẩu mà chúng ta biết rõ, không vi phạm, chúng ta tác ý biết rõ, thì lúc đó giới của chúng ta mới trong sạch được thôi. Vậy chúng ta thấy được rằng là chúng ta đã thực sự mà nói, giới của chúng ta nó không có được cái chút nào hết á. Nói một cách thực sự mà nói, nếu mà nói một cách đúng đắn thì chúng ta có chấp nhận là rất ít các vị nào mà có được giới trong sạch. Điều đó là khẳng định luôn. Kể cả bản thân của chúng tôi cũng vậy, chỉ đang tiến dần đến. Làm sao để càng ngày mình càng làm hiểu được pháp để mình mới bỏ bớt được nó thôi. Như vậy chúng ta thấy không phải là chúng ta muốn, hay là không phải các chư đại đức tăng muốn cái điều đó, không phải các pháp đó diễn ra vậy. Nên là có những cái vị người ta sẵn sàng, người ta tách rời những cái hội chúng này một mình. Người ta đã thấy được cái lợi ích của nó. Còn mà chúng ta không thấy được lợi ích của nó, thì có nói đến mấy đi chăng nữa thì
nó cũng vô vọng thôi, không bao giờ mà nó vô minh, nó không cho chúng ta thoát ra được nó. Chứ không phải là chúng tôi muốn hay là tất cả mọi người muốn điều đó xảy ra. Không có gì ở trong này mà muốn được cả. Tất cả các pháp nó sanh khởi chỉ bởi duyên riêng của nó, và không có ai làm gì được hết. Bởi vì cái bài này Đức Phật dạy về giới cấm thủ thì chúng ta phải hiểu và phải nói đúng về nó. Dù là cái vị đó giữ giới nhưng mà bằng giới cấm thủ, thu khổ hạnh các kiểu, nhưng mà nó không hiểu được giới Đức Phật dạy là cái gì, không hiểu được thiện hay giới bất thiện là gì, rồi giới thiện là thiện giới là gì. Nếu mà bây giờ đang có tham thì có giới được không? Nhưng mà chúng ta biết đây đang có tham thì dứt khoát là giới nó cũng sanh khởi. Vì nói đến giới hạnh là phải là tâm đại thiện, phải không? Nhưng mà chúng ta không hiểu được các pháp bất thiện thì biểu chúng ta giữ giới bằng cách nào? Không có giữ giới được. Mà giới thì không phải là giữ đâu, mà hiểu thấy cái sự nguy hại của nó và tránh xa. Thứ nhất là tránh xa. Và sau đó thì tâm của chúng ta về thiền định hay thiền quán thì nó bắt đầu nó ly dục, thấy cái sự nguy hiểm của dục, ly dục, ly các bất thiện pháp. Nếu mà vào thiền hay là thiền quán ấy, thì nó đoạn tiệt cái mầm mống lậu hoặc. Như vậy thì chúng ta phải hiểu được thế giới này chỉ có mấy cái âm thanh, nó cứ lởn vởn suốt ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, kiếp này qua kiếp khác, có ai đâu. Chúng ta phải hiểu được những cái sắc màu của tứ đại. Không có cái con người, không có cái tự ngã nào ở trong đó cả. Chúng ta phải hiểu thế giới này chỉ có mấy cái mùi của cái tứ đại này hay tứ đại khác. Chúng ta phải hiểu được nó chỉ có những cái vị của những cái tứ đại hay này hay cái tứ đại khác. Cái màu sắc thì nó đa dạng. Cái âm thanh nó cũng đa dạng. Cái mùi thì nó cũng đa dạng. Người thì thích mùi này, người thích mùi kia, người ghét mùi này, người ghét mùi kia. Nhưng mà mùi nó đâu có ghét ai. Và cái tâm ngửi mùi nó cũng không có ghét ai hết á. Do chúng ta không có như lý tác ý, không có thấy được nó, nên là từ đó nó giới cấm thủ, nó tà kiến. Chứ không có ai ở đây hết. Cái thế giới này chỉ có mấy cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh của tứ đại và những cái tâm kinh nghiệm nó. Ngày nào cũng vậy thôi. Ngày nào rồi cái thấy thức dậy, cái nghe thức dậy, ngửi thức dậy, nếm thức dậy, rồi suy nghĩ buồn vui thức dậy. Rồi này chìm vào trong ngủ say, lúc ngủ say thì không còn thế giới của thấy, của nghe, của ngửi, của nếm, của suy nghĩ nữa. Lúc đó nhà của chúng ta ở đâu, con chúng ta ở đâu, vợ chồng chúng ta ở đâu, cha mẹ chúng ta ở đâu? Không có cái gì là chúng ta cả. Nó chỉ có các yếu tố, đó chính là giới đó, cái giới bức của nó. Những cái yếu tố nó kinh nghiệm cái đối tượng khác nhau qua các căn môn của nó và nó diệt đi ngay lập tức và nó không có sanh trở lại nữa. Nhưng mà chúng ta bị ảo tưởng nên là chấp là tôi tham, tôi sân, tôi si rồi. Cái ông Tuệ Nhẫn này thuyết pháp như này, như thế kia, đó là giới cấm thủ. Chúng ta luôn luôn bị vào. Chúng ta không có chi kiến chân chánh thì làm sao mà giác ngộ được niết bàn? Làm sao mà tâm của chúng ta nó ly tham được, nó đoạn trừ các lậu hoặc được? Và lâu dần thì chúng ta
Chúng ta đánh mất cái gì? Đánh mất cái pháp chân thật một ngày nào đó không hay. Chúng ta đánh mất cái gì? Đánh mất cái đức tin của chúng ta. Vô tình chúng ta không còn. Rồi chúng ta cũng đánh mất cái nguồn gốc của trí tuệ. Không có sanh khởi được là như vậy. Sự thật thì mãi mãi cũng chỉ là sự thật thôi. Chân lý bao giờ nó cũng vậy. Bây giờ chúng ta nhắm mắt lại đi. Thế giới của cái thấy nó còn nữa không? Không. Chúng ta không có thấy gì ở đó cả. Vậy thì những cái thấy, những cái đối tượng đó nó đi đâu rồi? Nó đã biến mất rồi. Bởi vì nó không là ai cả. Và chúng ta mở mắt ra thì lại có đối tượng thị giác. Đối tượng thị giác đó là ai? Nó không là ai cả. Nó là ai đó chẳng qua là suy nghĩ nó nghĩ về. Có đôi khi nó nghĩ về truyền hình, nó có đôi khi nó nghĩ về lời nói của người khác. Có đôi khi nó không có nghĩ về cái con người này mà nó nghĩ về cái mặt, cái gương mặt. Hay là nó nghĩ về cái tâm ác của người đó. Hay là nó nghĩ về cái giọng điệu của người đó. Khi mà chúng ta để ý là cái suy nghĩ đó, nó chỉ suy nghĩ, nó chỉ lấy ra một cái yếu tố nhỏ ở trong cái thấy và cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm. Mỗi một suy nghĩ nó chỉ như vậy mà thôi. Và chúng ta tưởng rằng cái nghĩ này nó nghĩ cái gì ghê gớm lắm. Và nó cứ nghĩ hoài như vậy, chúng ta theo dệt nó thành những cái câu chuyện đời ngàn dặm mà không bao giờ có hồi kết. Đó không phải là giới cấm thủ là gì? Như vậy chẳng phải giới cấm, chỉ giới cấm thủ cũng không phải học nhiều, chẳng phải chứng thiền định sống thanh vắng một mình. Người đó mà không hiểu được giới là gì, không hiểu được giới bất thiện là gì, không hiểu được giới thiện là gì, không hiểu được giới vô ký là gì, không hiểu được như lý tác ý là gì, thì không có cái con đường nào để mà có giới trong sạch được. Cũng không phải vì học nhiều. Chúng ta học nhiều nhưng mà nó không đem đến trí tuệ. Thực sự nó chỉ ở trên ngôn từ, và mãi mãi nó chỉ qua quanh quẩn cái ngôn từ đó, người ta nghe hoài. Nhưng mà phẩm chất của mình trong đời sống thì nó không có tăng trưởng. Cái phẩm hạnh, cái bản chất của tâm nó không được thanh lọc thì cái pháp học nó vứt đi rồi, nó không còn xài được nữa. Nó không còn xài được nữa. Như vậy pháp học học về cái gì? Pháp học chỉ học về những cái gì là thực hiện giờ. Hiện giờ là có cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm. Và lúc mà ngủ say chúng ta không có học được. Nên là chúng ta biết là chỉ khi nào các căn nó gặp gỡ với nhau thì lúc đó mới nói đến cái người đó tu hay không tu, học hay không học. Và ai có thể kiểm soát được các pháp đây? Không, bởi vì các pháp này là vô ngã do duyên mà. Vậy chúng ta chấp bất cứ một cái gì đó thì đều là giới cấm thủ hết. Và chúng ta thấy mà chúng ta không có, chúng ta nói chúng tôi không chấp cái gì thì cũng là giới cấm thủ luôn. Bởi vì thực sự khi chỉ khi nào chúng ta hiểu. Nếu mà chúng ta không phạm phải giới cấm thủ thì chúng ta cũng gọi là sống theo kiểu bừa bãi. Khi nào chúng ta hiểu biết thì cái giới của chúng ta nó mới ngay thẳng trắng trực được không? Vậy Đức Phật nói kể cả cái tâm tốt đẹp, cái vị chứng thiền định đi chăng nữa, hay là sống thanh vắng một mình, thì Đức Phật cũng nói rằng đó chưa phải là dốt giáo của vị tỳ kheo con của Đức Như Lai. Thì chúng ta thấy nó, cái câu kệ này thì chúng ta thấy là nó quá là, Đức Phật là bậc toàn tri diệu giác đã thanh lọc hết tất cả phiền não,
Và Ngài nói ta hưởng an ổn là phàm phu chưa hưởng được. Ngày nào mà chúng ta còn là phàm phu, thì chúng ta chưa hưởng được cái lạc. Lạc gì? Lạc giải thoát Niết Bàn. Lạc gì? Lạc của gì? Của thoát khỏi vô minh, thoát khỏi cái nhà tù nó giam hãm sanh tử triền miên trong vòng sanh tử luân hồi này. Tỳ kheo chớ có tự tin, chớ có đừng có nghĩ kể cả mình có thu thúc một thời gian trong sạch mà mình khen mình chê người, hay là mình cho mình là tâm như này là để giải thoát này kia, nhưng mà khi mà lậu hoặc nó vẫn còn, lậu hoặc nó chưa được diệt tận, thì vị kheo đó chớ có tự tin. Vì chúng ta biết rằng ma vương, ma vương không phải là ở đâu đó đâu thưa quý vị. Nó ở ngay từ cả cả cái cục xương mà chúng ta gấp lên miệng. Nó ở ngay những cái lúc mà người khác cúng dường đến mình. Nó ở ngay lúc mà chúng ta mất mát. Nó ở ngay những cái lúc mà những cái người Phật tử mà người ta không cúng dường mình nữa, người ta cúng dường cho vị khác, vân vân. Ma vương ở đây chính là những cái loại phiền não lậu hoặc của chúng ta, vô minh nó lớn lắm thưa quý vị. Nó lớn mà đến mức không tưởng được. Và chúng ta bây giờ thì đi đến đâu? Chúng ta mới chỉ, nếu mà chúng ta học đúng pháp á, thì chúng ta mới là cái móng tay mà đang khẩy cái ngọn núi tu di thôi. Thì đừng có tự cao làm cái gì cả thưa quý vị. Và Đức Phật dạy chỉ khi nào mà lậu hoặc được đoạn diệt hoàn toàn thì lúc đó mới thực sự hưởng được an ổn lạc. Còn ngày nào mà chúng ta chưa có đạt đến đó thì sự an ổn là chưa có. Và chúng ta kiếp sống này, một cái kiếp này mà chúng ta được gặp chánh pháp đó, nó chỉ là hy hữu trong vô lượng kiếp mà thôi. Và kiếp này mà chúng ta không có được gặp các bậc hiền trí, nếu mà trong chánh pháp chúng ta toàn gặp những là tà sư ngoại đạo, chỉ nói những cái lời a dua lịnh bợ rồi này kia đó, thì cũng chỉ là cái thứ trôi dạt thôi, chứ sau kiếp sống này chúng ta không có tích lũy được cái gì cả. Và đời sống được làm người, được gặp chánh pháp của Đức Phật, chúng tôi dám khẳng định với quý vị rằng không có cái con đường nào tốt đẹp cho bằng tích lũy được hiểu biết trong đời sống hàng ngày. Chỉ cần một sát la hiểu biết thôi, còn hơn là chúng ta học cả ngày, cả tháng, cả năm, cả chục năm nhưng mà nó không có được một chút hiểu biết nào về các pháp đang xuất hiện hiện giờ, thì nó cũng vô minh tâm tối như bao nhiêu kẻ khác mà thôi. Nó cũng là một cái đối tượng cho những cái thấy khác. Và đôi khi có những cái thấy nó rất là yêu thương bạn, có những cái thấy nó rất là ghét bạn, như là cái tâm của bạn vậy đó. Và thế giới nó cực kỳ đơn độc. Khi nào mà chúng ta hiểu cái điều đó thì chúng ta mới thực sự quý trọng giới hạnh. Và cái giới hạnh của chúng ta, khi mà chúng ta có hiểu biết á, thì nó tự nhiên lắm. Nó hiểu cái gì đúng là đúng, sai là sai. Nó không có bi lụy bởi bất cứ kỳ ai cả. Dầu đó vị đó là như thế nào đi chăng nữa, nó không có quan tâm.
Còn chúng ta thì lương lẹo và sợ hãi, đúng không? Chúng ta sống theo kiểu che đậy thì làm sao mà chúng ta thấy pháp của Đức Phật được? Không bao giờ thấy được. Như vậy chúng ta thấy để hiểu giới học là rất khó. Mà không hiểu nó thì không có giới hạnh. Bây giờ tất cả chúng ta đều học thuộc hết chính cái quyển luật mà Ngài Chánh Thân dạy. Nhưng mà chúng ta có, tất cả mọi người chúng ta có đều sống đúng như vậy được không? Không thể. Như vậy rõ ràng là cái gì là thực hiện giờ thì nó sẽ báo cho bạn biết nè, ở đó có giới hạnh, có định, có tuệ một cách trong sáng nhất. Chúng ta đã bị chìm sâu vào trong những cái ngôn từ và rất nhiều người dẫn dắt chúng ta đi và chúng ta phải tỉnh táo. Vậy chúng ta thấy được rằng để hiểu giáo pháp của Đức Phật là vô cùng khó. Khó cái là sao vậy? Khó cái là chúng ta không có cái duyên lành để gặp các bậc hiền trí thật sự. Chúng ta không có cái điểm mở của nó, điểm khai mở của nó. Và chúng ta không có điểm khai mở của nó thì chúng ta có làm cách nào chăng nữa, vô minh nó cũng nhốt chúng ta thôi à. Nó cũng đẻ ra hết cái cách này, cái cách kia. Mỗi người sẽ đẻ ra một kiểu thôi. Còn khi mà chúng ta hiểu được cái quy luật, cái chân đế, cái diệu pháp của nó, nó có cái luật riêng của nó thì chúng ta sẽ giữ giới một cách tự nhiên và có giới một cách tự nhiên, được gọi là có giới một cách tự nhiên. Như vậy chúng ta thấy là chúng ta không có muốn mình không có giới, nhưng mà chúng ta muốn cũng không được. Bởi vì các pháp luôn luôn là vô ngã, do duyên là như vậy. Chính vì điều đó mà chúng ta thấy được rằng là không có ai làm gì để mà có được giới hạnh bởi cái mong muốn của mình cả. Mà chỉ khi nào có hiểu biết thì về các pháp thì mới có giới hạnh mà thôi. Và qua cái bài kệ này thì Đức Phật đã dạy là chẳng phải chỉ giới cấm, cũng không phải học nhiều, cũng chẳng phải chứng thiền định, sống thanh vắng một mình mà nó trở nên thanh tịnh tốt đẹp được. Và cái người đó phải thấy được cái sự nguy hiểm của các lậu hoặc phiền não, phải học hiểu và phải có được cái chánh niệm tỉnh giác như thật biết và tẩy sạch những cái lậu hoặc phiền não này, thì nó mới đem đến sự an lạc thực sự. Và thời pháp đến cũng vừa phải lẽ, chúng con xin phước báo kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Giới Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương, Càn Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, A Tu La, Diêm Chúa, và kính chia phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử. Mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa. Phước báo này con nguyện là nhân là duyên, thành tựu ba la mật, chứng đạo quả, niết bàn,
chấm dứt sự khổ sanh tử luân hồi. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân đại đức toàn nhận nó giảng bài học pháp cú số 271 ngày hôm nay. Dạ, kính thỉnh đại đức chúc phúc cho râm vì thượng tọ minh hạnh đã rời râm. Dạ, con kính dân mất đến sư. Phavatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddha sapa thamma sapa sangha nupave dasana sothi. Cầu an tu tê tất cả phước báo hằng có đến người, xin chư thiên ngộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, xin cho quả có tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lần hai, chúng con kính tri ân tôn tọa minh hạnh đại đức tính đại đức tuệ nhận cùng chư tôn đức đang vào vùng chứng minh của chúng con được họ từ vui giới ôn bài và hạnh pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý phật tử cùng cảm dân hội. Và đây quá ta sanh ti vi ha ra qua si ni thu tê ga re bồ thi ga re ta hình ta hình ta tham tu la thiên karamang đa lê thê ra cha mát cha bích kha vô phá ra mi ca đa na phá ti u pa sa ca gà ma cha đê phá mi gà ma cha ít sa ra sa phá na phú sa phá u tê cha la bu cha an đa sam ba quả tâm xê đa cha ta a ra bu phải cả tập về biết ta khai rằng tu phật khai dật hà tu chi rằng xa tăng thầm mô thầm ma tha ra cha bút ra là thằng cô hồ tu sa mắc vô quan cha anh nghe ra thằng tu phật thầm mô tập về ti ma chả ri nọc quốc thêm thầm ta phu ni gia ma thăm Maria pha quê đi tên. Và chúng kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý phật tử nghe pháp, kính mời quý phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt.